Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn đoàn Hải Cùng anh em cách làm cái man như thế này Thì ở dưới comment mình thấy có một số bạn Có nhiều hướng làm khác nhau Như bạn này chẳng hạn Thì cách của bạn ấy làm mình chưa làm thử Anh em có thể theo cách của bạn này Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn theo cách của mình Đầu tiên bạn vẽ cho mình một đường thẳng Bạn muốn man màu gì thì bạn tô sẽ chọn màu đó ở trong bài màu đỏ thì mình sẽ chọn nó màu đỏ tiếp theo là chọn effect distort and transform và chọn dứt chắc phần size này là dứt nó cao hay thấp đó phần này là nó có bao nhiêu góc khúc đó mình chọn ít thôi Góc nơ là nó sẽ góc nhọn, mình chọn smooth nó sẽ bao góc tròn. Đây, thì mình có được uốn như thế này. Mình OK. Từ đường này, bạn chọn tiếp Effect 3D Extrude and Bevel. Ở đây là góc độ nhìn. Đây, đây là góc độ nhìn. Đó, bạn muốn nhìn thẳng thì bạn sẽ chọn vào đây chọn top đó đây là chiều dài ta nhấn ok giờ ta chỉ việc uốn tấm màn này theo ý của mình bạn chọn tấm màn này object envelope đi tọc bất quyết bạn chọn cho mình một thôi ok direct selection và bối vào các góc để mình uống đó nếu như mẫu thì mình đưa góc này vào đây là như mẫu này đó rồi thì bài này mình hướng dẫn theo yêu cầu của bạn đoàn hải anh em có thể kéo và uống theo ý thích của mình mình xin dừng video này tại đây chúc anh em thành công anh em, em đừng quên like share comment và đăng ký kênh bấm chuông ủng hộ mình. Xin cảm ơn anh em. em.